Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chương trình là phần tin an ninh trật tự. Cuối chương trình là các phóng sự. 50 vụ trộm ở huyện Chư Mờ Ga và điều cần cảnh giác. Cảnh báo về tình trạng xâm hại trẻ em. Bây giờ, kính mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Chiến sĩ công an, niềm kiêu Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, Công an huyện Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk vừa bắt xử lý hai anh em ruột có hành vi trồng và bán trái phép cây cần sa. Đó là Đặng Ngọc Phục và Đặng Ngọc Tài, trú tại thôn Phước Lộc 3, xã E Phê, huyện Krông Bách. Hai anh em ruột này khai nhận do thấy việc trồng và mua bán cây cần sa dễ dàng có tiền, cả hai đã trồng và mua bán cây cần sa nhiều lần để kiếm lợi bất chính. Cách đây hơn một năm, em có đi làm thuê ở nơi xa và em có được mấy hột giống cây cần sa và đem về để trồng. Mục đích là để da gà, nhưng ra đường thì thấy mấy đứa nó cũng có chơi mấy cái này rồi. Em cũng có nói em có, rồi nó hỏi có bán không thì em kêu có thì em bán. Em bán được 8 lần thì dạ, em thấy buôn bán các chất ma túy này em thấy rất ân hận. Và em mong cho các bạn trẻ đừng nên bùng bột mà rồi dẫn đến vi phạm pháp luật và tù tội. Hiện Công an huyện Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, tạm giam hai đối tượng này về hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 2 điều 194 Bộ luật hình sự. Một đôi tình nhân nghiện ma túy đá chuyên đi cậy cửa, trộm cắp tài sản nhà dân vừa bị đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt giữ. Đó là Lâm Ngọc Sơn và Lý Tiểu Linh ở phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cặp tình nhân này đều nghiện ma túy đá và thuê phòng trọ sống chung ở phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Riêng Sơn từng có một tiền án về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Để có tiền mua ma túy đá về sử dụng và tiêu xài cá nhân, cả hai đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Ban đêm, Sơn chở Linh đi dò la trên các tuyến đường ở thành phố Buôn Ma Thuột. Thấy nhà dân nào sơ hở thì dùng kìm cộng lực cậy cửa, phá khóa, đột nhập vào trộm cắp. Qua điều tra ban đầu, hai đối tượng này khai nhận từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2016 đã gây ra 8 vụ cắt khóa cậy cửa nhà dân trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và một vụ ở huyện Chư Rút, tỉnh Đắk Nông trộm cắp xe máy, TV, máy tính xách tay, tượng gỗ và các tài sản khác. Em và Sơn sống chung với nhau, quen nhau từ khoảng trong quá trình chung sống thì hai em thì sử dụng ma túy đá hầu như là hàng ngày. Để có tiền để sử dụng ma túy đá trong việc nghiện hàng ngày thì tụi em đi ăn chợ. Khi đi thì thấy vắng không ai ở nhà, chúng em vô. Số tài sản ăn trộm được hai chúng em mang đi bán, cầm cố, mua ma túy đá để sử dụng. Bước đầu, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã truy thu được 3 xe máy, 2 TV màn hình phẳng, các loại tượng gỗ cùng một số tài sản khác để trao trả lại cho những gia đình bị mất và tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ những vụ án do cặp tình nhân này gây ra. Trên địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2016, tình hình vi phạm pháp luật về môi trường và xâm hại tài nguyên rừng tăng lên đáng cảnh báo. Theo số liệu nắm được của cơ quan chức năng, trong 11 tháng năm 2016, trên địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk có 10 vụ vi phạm pháp luật về môi trường được phát hiện, xử lý, tăng 6 vụ so với năm 2015. Trong đó, đáng lưu ý là tình trạng xâm hại tài nguyên rừng tăng cao, thậm chí ở những tiểu khu do công ty lâm nghiệp Krông Bông chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ cũng để xảy ra tình trạng lâm tặc ngang nhiên vào chặt phá, tập kết, vận chuyển gỗ lậu với số lượng lớn ra khỏi rừng. Nhưng chủ rừng và các lực lượng chức năng ở xã, ở huyện không phát hiện xử lý ngay từ đầu. Tình hình đó đang đặt ra cho các chủ rừng và các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Krông Bông
cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, chống các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Trong 11 tháng năm 2016, trên địa bàn huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 51 vụ phạm pháp hình sự, hậu quả làm chết 2 người, bị thương 15 người và thiệt hại tài sản khoảng 756 triệu đồng. Giảm 13 vụ, giảm 1 người chết, giảm 6 người bị thương so với 11 tháng của năm 2015. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được ổn định, được sự tin báo giúp đỡ tích cực của nhân dân, các ban ngành đoàn thể xã hội phối hợp. 11 tháng qua, lực lượng công an huyện Krông Búc cùng các ban công an xã trên địa bàn đã điều tra làm rõ 48 vụ phạm pháp hình sự, bắt và xử lý hơn 90 đối tượng hình sự các loại, đạt tỷ lệ phá án hơn 90%. Từ việc điều tra khám phá các vụ án, lực lượng công an trên địa bàn huyện Krông Búc đã truy thu nhiều tang vật, tài sản tổng trị giá hơn 323 triệu đồng trả lại cho nhân dân. Có được những kết quả đó là nhờ lực lượng công an cùng cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp vận động, kiểm điểm, lập hồ sơ đưa nhiều đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện và tăng cường hơn trong công tác xây dựng phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chiều ngày 8 tháng 11 năm 2016, một số người dân ở hẻm 86 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột thấy một thanh niên có biểu hiện ngáo đá, tay cầm một con dao và một gậy sắt dài, nhảy qua nhảy lại trên các mái nhà, đã báo cho công an phường cùng công an thành phố Buôn Ma Thuột và cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng đến xử lý. Tại hiện trường, lực lượng công an vừa kêu gọi thuyết phục, vừa mời người nhà của nam thanh niên kia đến để cùng khuyên giải đối tượng xuống và giao nộp hung khí. Trong nhiều giờ, đối tượng không nghe mà còn vung dao và gậy sắt lên hăm dọa, ai lại gần sẽ bị chém chết. Sau hơn 3 giờ, người nhà và lực lượng công an mới thuyết phục thanh niên kia trèo xuống. Sau khi lực lượng công an áp sát, tước dao đưa về trụ sở làm việc, thanh niên này khai nhận tên là Trịnh Quốc Chiến, sinh năm 1982, ở xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Hai ngày trước đó, Chiến lên nhà người quen ở phường Thành Công chơi. Cho đến trưa ngày 8 tháng 11, Chiến bỗng nhiên tưởng tượng thấy có một nhóm người đuổi theo, đánh mình, nên vội vàng xuống nhà người quen, lấy một con dao rồi bỏ chạy. Sau đó, Chiến leo lên và nhảy qua các mái nhà dân gần 4 tiếng đồng hồ. Chiến là đối tượng từng có 3 tiền án về các tội trộm, cướp tài sản và hiếp dâm, vừa mới ra tù được hơn 3 tháng. Sau khi công an thành phố Buôn Ma Thuột đưa Trịnh Quốc Chiến đi kiểm tra và kết quả cho thấy hắn dương tính với chất ma túy. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện một cơ sở chế biến nước giấm ăn vi phạm không công bố chất lượng sản phẩm. Cơ sở này của bà Ngô Thị Cúc ở tổ dân phố 10, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, tổ công tác phát hiện trong nhà bà Cúc có trên 2.400 chai giấm ăn đã đóng sẵn, dán nhãn mác hoa cúc. Gia đình bà Cúc đã mua những vỏ chai nhựa đựng nước lọc đã qua sử dụng về để chứa nước giấm. Bà Cúc khai nhận, lâu nay trong quá trình chế biến, gia đình bà thường dùng một thùng nhựa 200 lít, sau đó đổ trên 190 lít nước lạnh xả từ vòi nước sinh hoạt trong gia đình chưa qua đun nấu, trộn với 6 lít axit acetic, ủ trong 2 tiếng đồng hồ rồi đóng vào chai, dán nhãn mác vào như thế này là cho ra sản phẩm nước giấm ăn để đưa đi bán cho người tiêu dùng. Đây là mặt hàng thuộc danh mục phải công bố chất lượng đăng ký về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở này không xuất trình được giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, có nghĩa rằng số nước giấm ăn của cơ sở này không được phép lưu thông ra thị trường. Hiện Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản để xử lý chủ cơ sở này theo Nghị định 178 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, tình trạng đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản xảy ra khá phức tạp. Trong đó, nhiều vụ xảy ra một phần là do chủ nhà sơ hở, thiếu cảnh giác, nên các đối tượng càng có thêm cơ hội dễ dàng gây án. Theo thống kê của Công an huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, trong 10 tháng của năm 2016, trên địa bàn huyện đã xảy ra 50 vụ trộm cắp tài sản gây thiệt hại gần 900 triệu đồng, xảy ra nhiều là ở thị trấn Quảng Phú và một số xã như E Kiết, Chư Xuê, E Đờ Rơng. Trong đó, có nhiều vụ xảy ra một phần nguyên nhân là do chủ nhà sơ hở, thiếu cảnh giác, quên khóa cửa để quên chìa khóa xe trên xe máy hoặc để tài sản hớ hênh, nhà cửa, kho bãi hàng hóa, không có người trông coi, bảo vệ cẩn thận.
Do tôi mua hàng xong chủ quan găm luôn chìa khóa trong hộp tiền đang ngủ trưa, rồi kẻ trộm nó vô nó ăn cắp 80 triệu. Đây là lời thú nhận của một đối tượng đã lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp xe máy. Em thấy xe này là không có ai trông coi hết và cũng không có khóa cổ khóa gì hết, nên thì em thấy nó rất chi là đơn giản để em ăn trộm. Trong một đêm đó thì em lấy được 2 chiếc, gồm là một chiếc AB và một chiếc SH Mo. Được quần chúng tin báo giúp đỡ và công an các xã tích cực phối hợp, từ đầu năm 2016 đến nay, công an huyện Chư Mờ Ga đã điều tra làm rõ 33 vụ trộm cắp, bắt xử lý 28 đối tượng, trong đó có một số đối tượng từ nơi khác đến gây án, truy thu tang vật tài sản trị giá gần 400 triệu đồng trả lại cho người dân. Thì qua các cái vụ trộm cắp tên thì tôi mong muốn là chỗ các người dân hãy cảnh giác và hãy bảo quản cái tài sản của mình. Thì nếu người dân mà ý thức mà bảo vệ tốt cái tài sản của mình ấy, thì thứ nhất là thì giảm thiểu tất cả cái điều kiện để cho các cái đối tượng lợi dụng cái sơ hở đó và lấy cái tài sản của mình. Cái thứ hai là góp phần bảo đảm cái an ninh trật tự trên địa bàn. Các đối tượng trộm cắp sẽ không có cái điều kiện để lấy cái tài sản ra đi. Không chỉ ở huyện Chư Mờ Ga mà hàng năm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tỷ lệ các vụ việc trộm cắp luôn xảy ra nhiều nhất so với các loại án hình sự khác. Trong đó, nhiều vụ xảy ra một phần là do sự chủ quan, lơ là, sơ hở, thiếu cảnh giác của các gia đình, chủ hàng, chủ tiệm và các cơ quan, công sở, trường học. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, tình trạng xâm hại đến sức khỏe, tính mạng và tình dục trẻ em vẫn còn tái diễn phức tạp, để lại những hậu quả đau lòng và rất cần phải tiếp tục cảnh báo. Theo thống kê của công an các cấp, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2011 đến nay đã xảy ra hơn 340 vụ với trên 400 đối tượng có những hành vi xâm hại hơn 360 trẻ em. Đáng lo nhất vẫn là tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, đã xảy ra hơn 220 vụ, chiếm đến 64% trong số các vụ xâm hại trẻ em nói chung. Trong đó có những vụ án hiếp dâm và giết hại trẻ em rất đau lòng, đã xảy ra ở địa bàn một số thôn buôn, vùng sâu vùng xa, làm cho người dân hoang mang, bức xúc. Nói chung là cái buôn đó là cũng khó nghi vấn đối tượng, vì cái buôn đó là hồi xưa là chưa có một cái tiền án tiền sự. Nói chung là cái buôn đó rất là hiền lành, cả thanh niên nữa ấy chưa có vụ án nào mà nghiêm trọng, thậm chí thì tức là tầm trú tầm vắng thì nó cũng là ổn định, nhưng chúng tôi cũng chưa nghi vấn những đối tượng nào. Cái vụ án xảy ra thì bà con cháu thì cũng hoang mang, lúc đó là trong cái trường hợp bị giết con cháu bé ở ngay đặt ngay đầu cầu 6B để phi tang ở đây, thì là bà con ở trong xóm đây đi lại cũng rất hoang mang, bà con ban đêm thì đi lại nó không dám đi, thì cũng phải có con trai người lớn đi kèm cặp mới dám, còn không thì không dám đi tiến đường lại đi lại nữa. Nói chung bản thân tôi và nhân dân Giang Thọ nói chung là rất chi là hoang mang và bức xúc. Người dân chúng tôi muốn làm ăn nhưng mà nếu mà cứ tình trạng như thế này thì dân rất chi là hoang mang, bức xúc về cái chuyện này. Thì mong sao là pháp luật làm cho nó xứng đáng, đúng tội, đúng người. Ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong những năm gần đây, còn xảy ra một số vụ đau lòng vì chuyện người thân trong gia đình lại đang tâm hãm hại nhau. Như vụ cha hiếp con gái ruột dẫn đến mang thai ở huyện Chư Mờ Ga, vụ cha dượng dụ dỗ để giao cấu với con gái riêng của vợ ở xã Hòa Thắng và vụ cha hiếp dâm hai con gái ruột nhiều lần ở xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột. Cái này là nói thật em là đúng con quả là con vết luôn, nhưng mà là cũng bởi vì là cái men rượu nó sai khiến sử dụng cho nó phá đời của con của em, chứ đúng em là thật em con chứ em nói luôn, em vào đây em hồi vô cùng hồi luôn. Sẽ rất đau lòng mỗi khi nhắc đến vấn nạn xâm hại trẻ em, nhất là chuyện xâm hại tình dục đối với trẻ em, nhưng chúng ta cũng cần phải cảnh báo và lưu tâm đến một số nguyên nhân thường dẫn đến các vụ việc như vừa nêu để cảnh giác phòng ngừa. Từ ngoài đời nhượng đi vào thì cháu đi đằng sau cháu khuyên cháu biết mồm của cháu khuyên chặt thì cháu bưng lên cả hai tay này bởi chân này biết mồm, thì đi qua đằng sau nhà sàn bỏ hoàng rồi đến từ đó thì cháu đe cháu khuyên xuống đất thì cháu thực hiện tình dục này.
bắt cháu quên nên cháu cái con sư cháu quyết khóc thì cháu bịt mồm lại sợ họ nghe thấy. Lúc đó thì cháu ôm cháu quên như này thì đập hai ba cái thì thá thì cháu quên ngứa lên đất thì cháu quên vẫn còn đụng định thì cháu lấy đá đập vào quẹt trán đầu hai ba cái. Cháu thấy hố gần đó thì ném chỗ chôn cháu quên. Em đọc một cái trang cá nhân của mạng cá nhân nói là khi nào mà bạn mà buồn phiền hay là bực tức cái gì thì chơi cái hàng này vô, có thể ảo ảnh được, nghĩ cái gì có cái nấy. Thì em có đến em tìm ở trên đấy là bán ở đâu thì em mua ở Bù Đà. Chơi xong được một thời gian thấy chơi không đủ liều, em thấy hàng đá hơn cả Bù Đà, có thể cảm nhận được là mình là tiên. Hôm đấy thì em cũng uống được vài ly, sau khi uống thì như mọi hôm thì ra ngoài quán uống thêm rượu bia. Thì lúc đang uống bia thì em ra ngoài em làm cái nỏ em mút vô là không thấy đủ, nghĩ lại còn nửa gờ đá nên em chơi vào. Chơi xong em lấy em thích gió, trong đầu em thì lúc đấy em không biết cái gì hết á, em chạy xe thẳng xuống dốc á, em cứ lao đi á thì em tung phải góc xe của nó. Lúc đấy nó đang dắt bộ lên, em cầm đập đầu nó ngã xuống, em cầm hất nách nó, hất đi vào chỗ cà phê á, kéo quần nó xuống, thấy nó ngồi dậy, nó giơ tay, trời, cầm cây em đập cái nữa, thế là thấy nó nằm im luôn. Kêu tên đi vô đây chơi vậy, và anh nói đi, đừng chỉ nảy xe đình đè em xuống bóp cổ, rồi đem tay bóp cổ tay bịt miệng cho, xong thấy thì tuyên không đông đầy nữa, cởi quần áo ra, rồi làm chuyện đôi bài. Xong thấy em đông đầy thử lại lên lại ảo của em bịt tay bọc miệng, rồi tay nhẹt ảo vô miệng, rồi xong thấy bé chết nơi kẹo bé đi thêm vài cây ca bỏ đợi. Qua các vụ việc đã xảy ra trong những năm gần đây trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cho thấy một số nguyên nhân dễ dẫn đến các vụ xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục. Đó là thường xảy ra lúc các cháu bé ở nhà một mình, không có ai trông coi, hoặc lúc các cháu đi chơi qua những đoạn đường nương rẫy vắng người. Các đối tượng ở buôn làng vùng sâu vùng xa thì do thiếu hiểu biết pháp luật, không rõ về độ tuổi, giới hạn đâu là tình cảm yêu đương phù hợp đạo đức, đúng pháp luật, đâu là hành vi dâm ô, xâm hại tình dục, hiếp dâm trẻ em hay tội giao cấu với trẻ em. Và một số nguyên nhân khá phổ biến nữa là do các đối tượng bị tác động tiêu cực từ việc xem phim ảnh bạo lực, dâm ô đồi trụy trên mạng Internet, qua điện thoại di động, hoặc đã sử dụng ma túy, uống rượu bia, chất kích thích dẫn đến các hành vi dâm ô bạo lực, tìm đến các cháu bé, lợi dụng sự non nớt thơ ngây của các nữ sinh, bé gái, trẻ em để dụ dỗ, dễ dàng thực hiện những hành vi đồi bại. Từ những nguyên nhân cơ bản như vừa nêu, đòi hỏi các gia đình cần lưu tâm hơn đến việc trông coi, quản lý con em của mình. Các ban ngành đoàn thể, thôn buôn, tổ dân phố, xã phường thị trấn và lực lượng công an các cấp cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa trong việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống các tội xâm hại trẻ em, xâm hại tình dục cho mọi người hiểu, nhất là với thanh thiếu niên ở các buôn làng, tổ dân phố, trường học, để ngăn ngừa các vụ việc xảy ra. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chương trình này vào 8:15 tối Chủ nhật tuần sau.